Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với một chiếc tủ hồ sơ K5. Chiếc tủ có bề ngoài được sơn tĩnh điện màu bi sáng. Chiếc tủ có chiều cao tổng thể là 1830, chiều rộng 1350 và chiều sâu là 450. Chúng ta có thể cùng xem chi tiết bên trong chiếc tủ hồ sơ được sơn tĩnh điện màu bi sáng có tẩy rửa chín bể, là một trong những công nghệ tẩy rửa tốt nhất hiện nay, giúp cho chiếc tủ bền bỉ theo thời gian. Đấy. Hai cánh bên trái là bằng kính, ở trên hai cánh trên là kính, hai cánh dưới là bằng sắt có lỗ thông gió, và một cánh bằng sắt bên phải. Thì cánh này thường là để đồ cho các sếp, cho tổng giám đốc và giám đốc. Với thương hiệu BMC là một trong những tập đoàn chuyên sản xuất tủ hồ sơ tốt nhất hiện nay, cũng sản phẩm của nhà. Đây là tem chống hàng giả của hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu thành phố Hà Nội, công ty cổ phần thiết bị vệ sinh ngân hàng và an toàn không khí Việt Nam. Tem chống hàng giả vì quyền lợi của người tiêu dùng, các bạn có thể ai thích tại đây luôn nhé. Tất cả sản phẩm của công ty đều có ai thích cả, và chúng ta các cái lỗ thông gió này được đồ rất là tinh vi và kỹ xảo. Chúng ta cùng xem sau của chiếc tủ này, các bạn thử thấy đấy. Và sau chiếc tủ này có cái phần tăng cứng, cho nên nó góp phần tăng khả năng chịu lực cho chiếc tủ hồ sơ rất là tốt. Đấy, tăng cứng các bạn nhìn này, rất là phẳng phiu và đẹp. Đấy. Và rất là chắc chắn nhé. Xem này. Tủ này sử dụng chất liệu là thép từ 0.5 đến 0.6 ly. Ở đây có một cái tên, hai tay nắm này, và trên rất là sang trọng, và chìa khóa này chống sao chép các bạn. Và bên này là có ba hai đợt. Đấy, mình có thể chi tiết vào bên trong các bạn cùng xem. Là một trong những mẫu tủ rất là đẹp ở hiện nay. Ở đây có một cái lạnh cho các bạn nhé. Là thương hiệu BMC nha các bạn. Đấy, rất là sáng bóng. Là một trong những công ty chuyên sản xuất tủ hồ sơ BMC. Và bên trong này thì có đợt di động này. Mấy cái đợt này có thể di chuyển dễ dàng nha các bạn. Đấy. Di chuyển rất là dễ dàng. Và có thể lên xuống tùy ý. Cho nên là các bạn không quan trọng là tuy cái tủ là hàng liền nhưng mà nó lại có phần di động cho các bạn. Ở đây có một cái lẫy này để chống trôi tủ ra này. Đấy, các bạn hãy xem. Ông vào video luôn cho các bạn xem. Dưới này là có hai ngăn, và mỗi ngăn này đều có một cái lỗ thông gió này. Hai lỗ thông gió, các bạn lưu ý đường nét vô cùng là sắc sảo. Toàn bộ máy móc hiện đại nhất của Nhật Bản làm ra những chiếc tủ như này. Và tủ này hiện tại là đã được xuất khẩu đi 52 quốc gia. Đơn vị của chúng tôi có thể cung cấp cho các bạn một tháng tầm khoảng 100.000 chiếc sản phẩm tủ hồ sơ K5 này. Các bạn có thể là yên tâm, không bao giờ sợ lo thiếu hàng và đứt hàng nhé. Đấy, đây nó có cái lẫy này, các bạn nhìn thấy đấy, cái lẫy này này. Đấy, các sếp đi đôi khi là quên khóa, chỉ cần đóng tủ vào thôi là rất là tốt rồi. Còn ngăn trên này này, các bạn có thể là để laptop này, tùy các bạn để gì được. Còn ở đây thì các bạn để thân treo quần áo này. Đấy, đây có thể là nhiều thân này. Đấy, nó rất là ấy nhá, rất là hay, trơn tru cực kỳ luôn. Toàn bộ ở đây là đều là đợt di động nha các bạn. Và cái đợt này à, đây bên nhà máy họ đột luôn chúng ta là đợt di động. Dưới này là chúng ta có thể để dụng như là mấy cái ba lô của sếp này. Đấy. Còn ngăn dưới này thì các bạn đã để giày của sếp. Lúc tiếp cần thì mở ra phát được ngay. Chúng ta luôn chu đáo với các sếp.
tủ này thì là bên tổng giám đốc và giám đốc, phó tổng giám đốc hay dùng cái tủ như này các bạn. Rất là sắc đẹp và đẹp, các bạn nhìn tham quan luôn. Và nó có một góc view, góc nhìn rất là thoáng và rộng. Đôi khi là chúng ta làm trợ lý cho sếp thì chúng ta được vào lấy rất là nhanh và dễ dàng. Xứng đáng để cho các bạn mua về cho sếp các bạn dùng, rất là tiện lợi. Các cái thân này đều được tăng cứng nhé. Đây là thép rất là mỏng, từ 0.6, 0.5 đến 0.6, nhưng mà nó được làm tăng cứng cho nên rất là chắc chắn. Nó thể chịu lực toàn thân từ trên xuống dưới trong khoảng từ rất là lớn. Đấy. Bây giờ mình xin phép đóng tủ lại cho các bạn. Bạn xem lại thương hiệu BMC của bên công ty nhé. Đấy, rất là đẹp. Nói chung là tủ không thể chê được vào đâu. Rất là chắc chắn. Quên mất, khi đóng cái tủ này thì các bạn nên có cái lẫy nhé. Đấy, chỉ cần hất nhẹ phát là ra thôi. Phát là vào thôi, chứ không phải tìm mà mờ mắt để không thấy cái lẫy đâu chết. Nói chung là bên công ty họ thiết kế rất là thân thiện và đúng là gì đấy, lẫy trên lẫy dưới. Đây là những cái dụng chúng ta để hồ sơ lâu năm này, hãy cho hết vào trong tủ đi, trong mình để đây quá lại. Và bên này cũng thế, đấy, đóng lại cho sếp. Chỉ cần đóng nhẹ phát là nó sẽ tự động vào này. Và nó sẽ không bị trôi nhé các bạn, để ý nhé, không bị trôi nhé. Không bị trôi ra. Để thế này. Cái sắt cao cấp của VN mang những sản phẩm cao cấp chất lượng cao đến người tiêu dùng. Hotline của nhà máy sản xuất tủ hồ sơ cao cấp 098-277-0404 luôn luôn mang những sản phẩm cao cấp chất lượng cao đến cho toàn thể người dân Việt Nam. Sản phẩm miễn phí giao hàng trên toàn quốc và được bảo hành 24 tháng. Nếu các bạn thấy hay hãy like và share. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và quan tâm. Xin chúc các bạn luôn luôn thành công trong cuộc sống và gặp nhiều may mắn. Xin chân thành. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết phần bên trong chiếc tủ hồ sơ gara. Đây tôi sẽ mở cánh cửa này cho các bạn. Các bạn lưu ý là ở đây nó có hai cái lẫy nhá, lẫy trên và lẫy dưới. Thì các bạn nếu muốn mở tủ ra thì khi nào cần thiết thì các bạn hãy mở ra. Đấy, còn không thì các bạn chỉ cần mở một ngăn thôi. Đấy. Và chúng ta có thể mở luôn ngăn dưới này. Và bên này nó có hai cái núm sáng bóng đẹp vô cùng luôn. Ở đây có một cái lẫy nhựa này các bạn nhìn thấy nhé. Để chúng ta chỉ cần đóng tủ vào thì tủ nó sẽ không bị trôi ra. Các bạn hình dung không? Đấy, nó không bị bật ra. Đấy là một trong những cái ưu điểm của cái tủ này. Và thường thường là có những nhà sản xuất ấy, thì họ hay ăn ra bớt cái công đoạn này để giảm bớt chi phí và giá thành. Đấy, cái này rất là quan trọng. Và nhà sản xuất nào cũng biết, nhưng mà đôi khi là họ giảm bớt công đoạn để giảm bớt giá thành xuống cho các bạn. Nhưng mà chúng tôi thì luôn luôn là làm đúng quy trình và tiêu chuẩn. Đấy các bạn cũng hình xem. Đấy, chìa khóa thì bút vào rất là nhẹ nhàng. Và đây có một cái lẫy để chống ấy nha các bạn. Đấy, chúng ta nhìn tổng quan luôn cái tủ này. Đấy. Tức là nó có cái phần kính đấy, các bạn có thể nhìn thấy đấy. Kính này rất là sáng bóng và có thể nhìn xuyên qua bên kia luôn. Đấy, rất là đẹp. Đấy, qua bên này luôn các bạn cùng xem. Và hai cái đợt này chịu lực rất là tốt các bạn. Mình khuyên các bạn là nếu đi mua thì các bạn nên mua cái tủ mà tủ hàn liền ấy. Tại vì cái tủ hàn liền thì nó chịu lực tốt hơn so với tủ lắp ghép. Bên mình vừa sản xuất tủ hàn liền vừa sản xuất tủ lắp ghép. Tủ lắp ghép thì thực sự nó hay yếu và nó có một cái điểm thuận tiện là cái nhà phân phối là họ có vận chuyển được số lượng nhiều hơn. Nhưng mà khi mà đưa đến tay người tiêu dùng ấy thì cái tủ ấy thường thường hay yếu. Và các bạn có thể chọn hai phương án, là mình khuyên các bạn là nên chọn cái tủ hồ sơ hàn liền là chắc chắn và đảm bảo nhất. Tại vì các bạn thử xem này, nhất là cái phần này nhá. Đấy, các cái đợt của nó này, các bạn có thể là cái đời di động này là được đổi lập bằng
móc hiện đại nhất của Nhật Bản, công nghệ cao đấy, rất là xịn. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy nhé, cái đợt của nó ấy, đấy, có thể di chuyển từ trên xuống dưới và điều chỉnh theo ý muốn đấy, nhé các bạn. Đấy, các bạn thì tôi có thể đu vào đây cho các bạn xem. Đấy, nếu mà các bạn cái này các bạn có thể để ví dụ như tầm 100-200 cân thoải mái, tại sao? Bởi vì bản thân là cái tủ hàn liền ấy, thì nó chịu lực bốn phía rất là tốt và rất là chắc. Đấy, nó không phải như những đơn vị khác nha, các bạn gõ vào nó ồm và đôi khi nó cũng đổ luôn tủ ra ngoài đấy. Không phải là tôi nói xấu về sản phẩm của chúng tôi mà là sản phẩm xấu của một số đơn vị và nói tốt sản phẩm của chúng tôi, nhưng mà thực sự là nó như vậy. Đấy, các bạn tì xuống đây, nó chịu lực rất là tốt này. Đấy, và nó không đổ. Đấy, nguyên cái chỗ này của tôi nhá, nó thật với các bạn là nguyên cái chỗ mà ở trên không ấy là nó tập khoảng 100 cân rồi. Đấy, mà để thoải mái có sao đâu. Đấy, các bạn có thể thấy này, kể cả đợt di động ở đây này cũng được hạ sáng bóng luôn. Và bộ này là đợt di động mà được đồ dập bằng máy thì nó hiện lại. Đấy, còn bộ ốc vít thì được sáng bóng. Đấy, các bạn có nhìn thấy mặt đẹp mê ly luôn, không thể chơi được vào đâu. Một chiếc tủ hồ sơ các bạn xứng đáng để bỏ tiền ra mua. Kể cả trên này cũng có một cái ấy nha các bạn, cũng có cái thằng treo nhé. Mà các bạn thấy đấy, ở đây nó có cái phần mà chống cửa trôi ra ngoài, trông nó hơi xấu đấy. Thế nên là cửa mà để cái trôi ra ngoài là nó hay xấu cho văn phòng, và đôi khi là các bạn suốt ngày để đóng cửa xếp la suốt cũng mệt lắm. Và sao lại không đóng lại tủ? Nếu các bạn sử dụng sản phẩm của chúng tôi thì các bạn không thể chê được vào đâu. Sơn tĩnh điện thì có tẩy rửa chín bể, tủ thì được bảo hành 24 tháng tại nơi sử dụng, và các cái móc treo thì rất là dễ dàng. Đấy, nếu mà tôi không dùng thì tôi có thể đóng vào cái đá qua này tí thôi, đẩy vào tí là tự động rơi luôn. Đấy, rất là thuận tiện. Tốt cho bền bỉ tí, không dùng nay hỏng mai là đi sửa chữa mệt lắm. Đấy, đóng vào từ kim kít luôn. Các cái lỗ thông gió các bạn xem này, đều ở miệng nhé, 10 cái thì đều như 10 luôn. Kết sắt cao cấp .vn mang những sản phẩm tủ hồ sơ chất lượng cao đến cho khối văn phòng và người tiêu dùng tốt nhất hiện nay. Kết sắt cao cấp .vn xin trân trọng tất cả các bạn đã đồng hành và đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Tất cả sản phẩm của chúng tôi đều được bảo hành 24 tháng trên cả nơi sử dụng. Mọi chi tiết xin liên hệ đến nhà máy sản xuất tủ hồ sơ. Số điện thoại 0982770404 hoặc website kết sắt cao cấp.vn. luôn luôn bên bạn khi bạn cần chúng tôi, và luôn luôn chăm sóc tận tình chu đáo. Xin chúc các bạn luôn làm ăn phát đạt và thịnh vượng.
chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một trong những công nghệ sơn tĩnh điện hay gọi là tĩnh điện nha các bạn. Và sơn sấy luôn trên công nghệ hoàn toàn tự động, rất là auto. Các bạn có thể nhìn thấy đây, cái dây chuyền nó dài tầm 300 mét, rất là dài. Đấy, và nó rất hiện đại, là sơn nam hoàn toàn tự động khô và nó sẽ sơn sấy luôn. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một trong những nhà máy sản xuất tủ sắt đẹp nhất tại Việt Nam. Đây là một trong những dòng tủ đa năng. Các bạn có thể thấy đấy, nhà trường rất là sắc sảo. Đấy, rất là sắc sảo. Rất là đẹp và rất là sang trọng đấy. Nhưng những bạn nào mà đã mua tủ của mình thì rất là ưng ý. Nói chung là cũng thì theo mình nhận định là rất là chắc chắn. Và với độ dày là 0.6 nhé. Và rất là cực kỳ luôn. Nó được một phần trong những phần tăng cứng của cái tủ này rất là đẹp. Đấy, về đường nét thì rất là sắc sảo này. Các bạn nhìn thấy. Đây toàn bộ là máy cắt tự động nha các bạn. Đấy. Và trong này rất là đúng cách. Thấy đấy, hàn điện và sơn tĩnh điện rất là đẹp. Thì cái dòng tủ K5 này thì có cả móc áo này, thường thường là cho tổng giám đốc và phòng của tổng xếp tổng này là nhiều nhất. Đấy, đấy mình sẽ cùng đi qua cho xem. Đây là cái tủ K3 này, tủ K3 chính là một trong những tổng công ty hay sản xuất cho những cái tập đoàn lớn, người ta về người ta làm công nghệ đấy nhé các bạn, rất là dễ dàng, đấy chắc chắn cực kỳ luôn, và nó chắc sảo cũng không kém phần lông chẳng. Thank you.